Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, chị em gần xa kính mến. Thì vừa qua có đồng đạo hỏi hiện giờ cái thời tiết nắng mưa bây giờ hơi bất thường, mà đức thầy nói là trời giông gió, trái mùa trái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, dân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Mà đồng đạo hỏi là hiện giờ là cái thiên tai là đài nó cảnh báo từ đây đến tháng 9, tháng 10, tháng 11, 3 tháng này là nó có nhiều cái bão, còn nhiều cái trận bão rất là diễn biến phức tạp. Đúng như lời của đức thầy đã nói trong cái giáo lý, trong cái thi văn, mà đồng đạo hỏi hai câu trong bài Thiên Lý Ca là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hợp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng hỏi ra. Thì đồng đạo hỏi trong cái một đoạn giảng này là trong bài Thiên Lý Ca, thì cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì đây là lời của đức thầy nói. Đồng đạo hỏi thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là cuối năm thìn mà không biết là thìn nào, đây là cô bác đồng đạo tìm hiểu thêm, sẽ lo vận chuyển. Thì xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, cái chữ xứ Hà Tiên là cái chữ Hà Tiên đây nó có hai ý, chứ không phải đức thầy tiên tri nói ở ngoài Hà Tiên nghe cô bác. Đức thầy nói nó cái chỗ này nó có cái sự màu nhiệm ẩn ý sâu lắm. Giống như là đức thầy ra đời, ngài giới thiệu cái hội Long Hoa ở miền Thất Sơn Mầu Nhiệm, là trong giáo lý thầy ra đời, thầy giới thiệu ở cảnh miền năm non bảy núi rất là nhiều. Thầy cho biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý, hay là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, tới thời thượng cổ điểu hòa mai. Cho nên đức thầy có giới thiệu là rất là nhiều trong giáo lý cái cảnh mà cái ngày hội Long Hoa sau này là ở trong ruột năm non, ở trong miền năm non bãi núi. Mà tại sao mà cái câu này là thầy nói xứ Hà Tiên liên quan chỗ này, phải tìm hiểu sâu một chút nữa cô bác. Đức thầy có tiết lộ ở miền bãi núi rất là nhiều. Đức thầy nói là phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Rồi lúc mà liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, là lúc này là người nào tu, chúng sanh không còn khổ nữa. Tất cả tới cái đoạn giảng này là tất cả chúng sanh toàn cầu này là tới cái ngày thưởng cái quả lành rồi, chứ không còn đau khổ nữa. Đến cái ngày mà liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, là không còn cái khổ nữa. Thế gian mới thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cừu quá long. Lúc cái ngày mà tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp cả thế gian thoát chốn tù mà gặp ở đâu? Gặp trong miền năm non bảy núi. Mà tại sao mà đức thầy giới thiệu miền năm non bảy núi, cái ngày hội Long Hoa sau này rất là nhiều trong giáo lý, là thầy giới thiệu ở trong cái miền Thất Sơn Mầu Nhiệm, mà tại sao cái đoạn này lại nói là xứ Hà Tiên liên hiển cơ quan? Chỗ này mình phải tìm hiểu kỹ một chút, mình phải đi sâu vào một chút khác cô bác đồng đạo. Thì như vậy là đức thầy ngài đã giới thiệu ở miền năm non bảy núi là phương nam rạng ngọc chó lò, đó là nói ngay vào miền năm non bảy núi. Lưu ly hổ phách là trong đó là cả cái mẫu chuyện mà ông Tẩu Mã Ha dân lãnh cái sứ mạng là đưa đức thầy đưa thơ cho ổng đi vào cái ruột năm non để đưa cái thơ. Thì ông Tẩu Mã Ha ổng đi vào trong cái ruột năm non, thì cô bác mình thấy là cái ổng trên đường đi của ổng thấy là đền vàng cát ngọc này kia đầy đủ trong đó, lưu ly hổ phách đầy đủ trong đó chứ, nhưng mà đức thầy kêu ổng là không có nên tiết lộ. Nhưng mà đặc biệt cô bác mình thấy là cái trong cái ruột năm non đó là đức thầy giới thiệu thôi, chưa có ai là người phàm thất thịt mà được thấy. Mà đặc biệt là ông Tẩu Mã Ha là ông này là đại đệ tử đức thầy sai ông đi
đưa thơ xuống xuống ruộng năm non đưa thơ cho một người. Thì trên đường đi ông Quan Tổng ha thấy là cô bác còn thấy là những cái cảnh vật quý báu ở miền năm non không thể nào tả nổi. Bởi vậy là màn bí mật non đài khi dán, kẻ lành tâm sẽ đến mà xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc nhìn xem mỗi mắt, hương vô tận thơm bay nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa, nơi đâu mà cũng có muôn hoa có hằng hà Đức Phật, cảnh quý báu hiện trên mặt đất, đâu xa xôi nhân vật nghi ngờ, hãy ráng tu đặng có hưởng nhờ, ráng nghe kỹ lời đây bắt trước. Như vậy là các ngài đã cho biết là cái màn bí mật mà khi non đài mà khi dán rồi là lúc đó là đền vàng các ngọc lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung ở trong cái ruột năm non, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người dân tu, lúc này là chúng sanh là không còn khổ nữa, là thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt. Thì cừu quá long là ý nói là con xấu nó thành rồng, là con xấu là ai? Nói đây thì mình nói đây mình nói cái cừu quá long thì nói cho mau đi, đến ngày thầy về là thầy thâu, thầy cho biết là thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Ta thọ lệnh tây, ta chịu lệnh tây phương thọ ký, gìn nghiệt long đặng cứu dương trần. Cho nên cái bổn phận đức thầy sau này thầy trở về để mà thâu con long bất nghiệt, là thâu con long chèo. Mà cái đoạn giảng này đức thầy nói là tới ngày mà thần tiên hiệp mặt thì cừu quá long là cũng này là thầy sẽ trở về thâu con long chèo, là thành con long mã. Mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện chó hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng loàn như nay, dòm khắp cả rồng mây chơi giỡn, dân hai lòng hết bẩn khùng điên, thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp trung tam cõi dưới miền trần gian, hiệp trung tam cõi dưới miền trần ai, bút nhiên hạ viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cú có kêu. Như vậy là đức thầy giới thiệu trong ruột năm non rất là nhiều chỗ trong giáo lý thầy. Mà tại sao hai cái câu giảng của đồng đạo hỏi, một đoạn giảng có bốn câu giảng của đồng đạo hỏi đây là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Ủa giới thiệu thầy giới thiệu rất nhiều trong bảy núi, mà tại sao giờ tới cái ngày vận chuyển ngày Long Hoa sắp sửa lập, mà tại sao mà ở ngoài Hà Tiên là sao? Đây là hiểu lại chút quá, Hà Tiên này không phải là chữ Hà Tiên ngoại đâu. Cái chữ Hà Tiên này là chúng tôi hay hiểu chúng tôi đó, nó có hai ý. Cái chữ ý thứ nhất, chữ Hà là sông, Tiên là trước, con sông trước là con sông Tiền. Con sông Tiền ngay chân cái chỗ thầy ở đây Tấu Đình đó, trước mặt Tấu Đình là có một con sông Tiền nữa các bác, con sông Tiền. Mà cái xứ Hà Tiên là cái xứ của thầy ra đời khai đạo đó, sẽ linh hiển cơ quan là ngày thầy trở lại. Theo cái hiểu của tôi, cô bác nào mà thấy có cái gì mà chúng tôi mà bàn nó chưa có sáng lời lý thì cô bác bình luận để nói cái sự ưu và khuyết chúng tôi sẽ thật chưa hơn. Thì cái chữ hiểu ý thứ nhất là chữ Hà là sông, cái chữ Tiên là trước là con sông Tiền. Thì cái ngày mà thầy trở về ngay Tấu Đình đó, thầy nói là chừng nào thầy lại gia chung là thầy sẽ trở về ngay Tấu Đình. Gia chung là ngồi tại Tấu Đình, thì trong bổn đạo bóng tù phổ che, tôi nghĩ là thầy trở về là linh hiển cơ quan. Cái ngày thầy trở về là cái xứ Hà Tiên, là cái nơi thầy ở là tại Tấu Đình đó, nơi đó sẽ có linh hiển. Mà linh hiển những cái biến chuyển của việc mái trời đất thì mình không biết cái linh hiển như thế nào ha, cơ quan như thế nào, thì đó là mà cô bác và đồng đạo tìm hiểu thêm. Rồi ý thứ nhất là tới ngày mà thầy trở về đó, thì đó là tới cái ngày đó là bóng, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, mà muốn được cái bóng tùng phủ che thì bây giờ nghe lời thầy quý cô bác đồng đạo ơi, thầy trách mình nè. Chết dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Cho nên mình bây giờ mình còn tiếc lắm. Thầy nói là thương nhà, thầy nói là thương nhà tiếc của mấy biết chừng nào ngu vậy đó. Thầy nói là ai mà ngỡ ngược xuôi, bị nơi rắn dích chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mảng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tôi tỉnh chiên cần làm đường, ngay thẳng có thằng độ cho. Cho nên thầy thấy mình còn tiếc lắm.
mình còn tiếc cỏ ta bà này, mình buông chưa nổi, mình còn tiếc cổ tiếc này tiếc kia, nó mình còn thương tiếc, mình quyến luyến từ vô lượng kiếp tới giờ, mình còn quyến luyến vì cái lòng ham muốn ở thế gian. Cho nên thầy mới nói đó, cái ngày mà thầy về đó là trong bổn đạo bóng tùng phủ che, mà muốn được bóng tùng phủ che của đức thầy trở về cái sự linh hiển này thì mình phải ráng gắng mình tu, mình tập buông xả, mình tập buông. Như vậy là thầy tiếc văn còn trách văn còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quẹ đến mình. Thôi bây giờ mình nghe lời thầy là Phật muốn cái thầy trở về và được bóng tùng phủ che, thì bây giờ cô bác cùng chúng tôi phải nghe lời dạy của thầy là phải ráng cố gắng. Kỳ này là thầy khuyên chúng ta là muốn cho rắn đặng quá cừu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua, để sao đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Kỳ này là mình không có còn tiếc nữa, mình không muốn để không có muốn cái cảnh mà thương nhà tiếc của nữa. Tại vì sau này thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Chứ mình mà còn thương nhà tiếc của biết chừng nào nguôi, thì lúc đó là thầy nói là khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi. Đây là lời của thầy chúng tôi nhắc lại, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Như vậy là đến sau này là đứng không yên ngồi không yên, là cái hoàn cảnh là chúng ta quyến luyến cái của cải thế gian mà chúng ta không nỡ buông xả để theo Phật theo thầy. Thì như vậy là thầy đáng thương, thầy mới khuyên chúng ta là đừng có thương tiếc quyến luyến những cái cảnh vật ở thế gian mà chúng ta bị đọa vô lượng kiếp tới giờ rồi. Thầy cho biết là xét cõi trần sống khổ dạt cho vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào ai rõ cái vui triệt đáo. Kỳ này là mình phải ráng cố gắng nghe là thầy, ráng lo tu để giờ có Phật mới hết khổ. Chứ mình đã vô lượng kiếp tới giờ chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp ấy cũng do sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ngu trượt này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai nào hay đâu, thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù dân cái sắc nước hương trời, có các trò các khắc chi cành hoa sớm nở chiều tàn không chi bền chắc, còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã lĩnh ngộ quy của Phật pháp như vậy, cửa trường sanh bất diệt của các trò đã gặp nẻo nương đèn trí huệ ly sức phàm trần, chán cảnh phòng hoa tìm nơi tịch tịnh, tuy các trò có lòng mộ đạo nhưng chưa hiểu rành nãy bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy cho thấu đáo. Quy là về về đâu, về về cửa Phật, y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Dạy quy đạo Phật là nương nhà cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy, Phật từ thiện cách nào ta phải làm theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời, điều cần nhất là giữ luật hàng ngày. Đức Phật cái xưa là ngài tu cách nào đắc đạo, thì hôm nay Đức Thầy có nhắc lại. Đức Thầy nói là tiếc gì không đức tiếc chi tiền, Phật thánh xưa kia sách dẫn biên bác ái, xả thân tầm đạo chánh độ người lao khổ dạ không phiền, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung tước phới liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên, muốn đặng về thần giới thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, phú quý tạo đời thêm mệt sát, tham danh phới đạo chí đa nguyên, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Đó là Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, là Phật đã buông bỏ cảnh thế gian cảnh trần tục này mà ngài đã trở về đi. Thầy hôm nay thầy có nhắc là non tiết sang rú rừng thăm thẳm đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển dân lành phùng bái. Nếu mà xá tử Siddhartha ta khi xưa mà ngài ở ở nói ngôi cung ở cung vàng địa ngọc niệm ấm chân nghiêm thì ngài không xuất gia đi tu, thì tới bây giờ ai mà còn sùng bái ngài, mà ngài đã buông bỏ hết tất cả mà hôm nay là mới đến ngày nay là 2.000 mấy trăm năm mà còn rạng lấy danh khắp bốn biển cha dân lành sùng bái, là nhờ ngài đã buông bỏ được. Cho nên là người ta làm chúng sanh làm không được, Phật làm được người ta mới sùng bái. Thì như vậy là Đức Phật khi xưa là ngài dứt bỏ cả ngai vàng địa ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân việc chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi thương sanh chúng việc chi chẳng quản,
tìm đạo màu tánh mạng xem thường, nhờ lòng đầy đủ nghĩa cương thích ca đắc đạo văn dương khắp trần tu bột thở cứu thân vĩnh kiếp độ được mình còn vớt mẹ cha thuyền to một chiếc sắm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm trơn, chúng sanh cần bấm đi theo, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà, muôn việc đã nhiễm qua khó bỏ, cố bỏ đi dầu có bất công, ban sơ khó tịnh được lòng nhưng đừng thối chí, cuối cùng sẽ nên Phật hành được, chúng sanh thành được, thánh với phàm chỉ một bổn lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai thì cũng như ai, đủ hình tội cũng bởi chính mình gây tội, mê cũng do mình gọi hết mê, Phật đi Phật biết đường về, mình đi mình lạc u mê tại mình, kẻ bị cảnh sanh tình phàm tục, người cố tâm gây cuộc hồng trần, càng mê càng bước xa dần, càng gây nghiệp chướng càng đằng động lung, biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy, thấy lầm đường thì chạy mau ra, nếu tâm còn chút dần già mộng sầu thêm nặng, lầm xa thêm nhiều. Như vậy là Đức Phật hôm nay Đức Thầy đã nhắc lại quy là nương nhờ cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải làm theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều chánh đáng thì khá văn lời. Thì hôm nay là để trở lại hai câu giảng, một đoạn giảng Đức Thầy là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên lên hiển cơ quan. Thì cái chữ Hà Tiên chúng tôi bàn ý thứ nhất là cái chữ Hà là sông, chữ Tiên là trước, là con sông Tiền, là trước mặt tổ đình đó, là cái nơi của thầy ra đời khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đó, là thầy khai đạo tại chỗ đình. Sau này thầy sẽ trở về tại Gia Trung, là tại thầy sẽ trở về tại chỗ đình. Thì trong bổn đạo Bóng Tùng Phủ Tre là nơi Đức Thầy ngày thầy trở về, là cái vùng ở cái nơi đó là sẽ có linh hiển cơ quan. Ý thứ hai là cái xứ Hà Tiên đây là Đức Thầy nói lái với cô bác, chứ không phải là thầy nói ngoài Hà Tiên ngoài. Hà Tiên là cái xứ Hà Tiên là hiền ta, cái xứ hiền ta là cái nơi chỗ thầy khai đạo, là cái xứ hiền ta, cái xứ Hà Tiên là cái xứ hiền ta, linh hiển cơ quan. Cô bác cùng chúng tôi phải ráng quán lo tu đi, tới ngày thầy trở về là màu nhiệm lắm cô bác. Thì lúc đó là nhân sanh sẽ hiệp một đàn, thầy ngày thầy trở về là nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra, thì nhân sanh sẽ hiệp một đàn mà hiệp ở đâu? Thì Đức Thầy có giới thiệu rất là nhiều trong giáo lý. Đức Thầy phiên chúng ta hiệp một đàn là mình phải sau này người tu sẽ trở về trong vùng bốn ông thẻ, tại vì sau này tất cả các nơi loạn lạc người tu sẽ trở về trong vùng bốn ông thẻ, là Đức Thầy cho biết là sau này là tới cái cảnh loạn lạc là mình sẽ về trong vùng bốn ông thẻ mới lánh nạn được. Thì Đức Thầy nói là lớp thì thú ác dễ đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó là mồi, cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Cái tội xưa là cái tội chúng ta chưa giác ngộ mà còn giai mạng chúng sanh, mà còn sát nghiệp. Thì lúc đó là thầy nói là kẻ hung chừng đó là mồi, cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Ác thú là các bác thấy không? Ác thú không biết bao nhiêu loại, là thầy giới thiệu trong giáo lý là biết bao nhiêu ác thú. Hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy, sau này đa đon rồi ông năm chèo rồi ông két nữa. Cái núi Anh Vũ Sơn ông két đó là sau này sẽ thành một cái con chim két khổng lồ. Tại vì là nào là thầy nói là kẻ hung chừng đó là mồi, cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Là bày ác thú này là nhiều lắm cô bác. Thầy nói ai mà ngỡ ngược xuôi bị nơi rắn rít chẳng vui đâu, là rắn to tên gọi bản xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chiên cần làm đường ngay thẳng, có thần độ cho thương đời hết dạ, cần lo chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Kỳ này nghe lời thầy với cô bác đồng đạo, ráng lo cố gắng, kỳ này là ráng lo niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không để gì thời khắc phiên niệm Phật, than rằng chưa rảnh, nhưng mà lúc bắt hồn mắc diệt cũng phải đi. Kỳ này là thầy phiên chúng ta muốn thoát cái nạn cảnh ác thú sau này, thì kỳ này là phải ráng lo niệm Phật chớ nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong, tu cầu cứu vớt tổ tông với cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi quắc dương thủy thổ chiều mê phản hồi, tu đền nhỏ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi to sen. Thì kỳ này mình ráng gắng tu cầu cho thế giới năm châu không còn chiến tranh bệnh dịch, và mưa thuận gió hòa, nhà nhà được no ấm. Thì như vậy là chúng ta ráng gắng lo tu cầu như vậy, mình ráng lo niệm Phật, thì tới cái ngày sau này là mình chuyển được nghiệp, là không có
không có bị cái nạn ác thú. Còn nếu không mà chúng ta mà còn giai mạng, mình còn sát nghiệp, thì Đức Phật dạy nếu mà ở thế gian chúng ta giai nợ tình thì trả tình, giai tiền thì trả tiền, còn giai mạng chúng sanh thì phải trả mạng. Thì lúc đó cho nên Đức Thầy mới nhắc khuyên chúng ta, cho chúng ta giật mình để bừng tỉnh lại, trở lại mình đừng có sát nghiệp nữa. Tại vì Thầy nói kẻ hung chừng đó là mồi cho bầy ác thú, đền bồi tội xưa, đó là chúng ta còn gieo cái nhân quả. Gieo nhân thì phải hưởng quả, tại vì là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của Ngài thông thả. Luật nhân quả không bao giờ chặt, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi chỗ trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Hàng ngày nếu mà chúng ta gieo nhân lành thì thầy cho biết là trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng thắt chẳng mắt. Mà mình còn gieo nhân tội thì cũng y gian vậy, không bao giờ sai các bác. Gieo giống nào là mọc cây ni, trồng từ bi thì chỗ trái từ bi, còn gieo bạo ác là lên cây bạo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác sau này mình hưởng hết không sai, cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế không ai phạm tội. Vì là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, dời thiên đàng tâm mấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Cho nên mình về thiên đàng hay là sống đời thượng nguyên thánh đức, hay là vô được bốn thẻ dự hội hội Long Hoa này, là cũng vô cái tâm mình giác ngộ lo tu. Còn nếu mà cái tâm mê muội mà gặp Phật ra đời, từ là thầy ra đời khai đạo năm 1939 tới giờ, mà tới bây giờ chúng ta chưa thức tỉnh lại do giác ngộ lo tu mà còn gây nghiệp đó, thầy nói là chẳng biết thân còn con chứ đựng quả bất lành chưa trả giai thêm, thì lúc này đến ngày trả quả là chúng ta phải chịu. Thầy nói trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngày trả quả ầm ì biết bao, thỏ cho kẻ khát khao đạo đức danh thánh tài, thơm rực non sông. Thì giờ thiên đàng cũng do cái tâm chúng ta tạo ra, hảo giàu dự hội Long Hoa cũng do cái tâm tạo ra, mà mình về địa ngục bị đọa lạc trầm lưng đau khổ cũng do tâm tạo ra. Thì như vậy là luật nhân quả là thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng là một ai. Muốn tránh cái nhân quả thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng gắng nghe lời dạy của thầy, phải ráng lo tu mới thoát cái cảnh khổ, mới tránh. Mình chỉ có con đường tu mới tránh được cái nghiệp tội để mình gieo nhân lành. Tại vì nếu mình không có gieo nhân lành mà hàng ngày cứ gây nghiệp tội, thì lời Phật dạy là mỗi việc ác, mỗi tờ giấy nọ, thân nay chưa thì đợi thân sau, giai bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nở ai, thời mặt pháp trả giai dắt chống kỳ hạ nguyên, chết sống lẽ thai, thời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Như vậy là xưa thì các bác mình thấy trả báo còn lâu, còn bây giờ ai gieo nhân là bị quả báo hiện tiền, là cái chữ nhãn tiền, cái chữ nhãn là mắt, tiền là trước mắt. Cho nên bây giờ gieo nhân rồi là trả trước mắt. Cô bác mình thấy những người mà hiện giờ chúng tôi nói, cô bác mình bấm trên mạng coi bây giờ riết bao nhiêu những cái mẫu chuyện nhân quả mà trả liền trước mắt. Những cái người mà ghi những cái người sát lò mổ, sát nghiệp giết chó, giết bò, giết trâu, gà, vịt đó, thì cô bác mình dòm những cái mạng coi coi có đúng mi gian không. Cho nên là hiện giờ là thời xưa trả báo thì chày, thời xưa trả báo quả báo còn hơi lâu, còn đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Cô bác mình thấy là trả liền trước mắt, trả liền trước mắt. Biết như vậy rồi chúng ta nghe lời thầy dạy, chúng cô bác cùng chúng tôi phải ráng quán nghe lời thầy dạy, mình ráng gieo nhân lành chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình với luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mắt cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hằng hà, chừng qua đến cho khó tranh. Như vậy là thầy kỳ này là thầy kêu ta là phải ráng gắng là ta sớm lo toan, phải sớm nghe lời dạy của thầy,
dành vô lực để nghe kinh trọng Phật, thì đó lâm chung quả lành đau mắt cõi Tây Phương chư Phật đại chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hà chừng quả đến, ai cho có tránh không? Phật thầy ra đời khai đạo năm 1939 tới giờ, năm nay là mấy chục năm đạo rồi, gần thầy gần 100 năm rồi mà mình tới bây giờ mình còn vẫn thờ ơ hẳn hờ, không quan tâm đến, mình vẫn còn gây nghiệp, thì chừng cái quả đến thì e cho khó tránh. Cái quả đây là ý nó là rất là cái nhiều thảm quả sau này là không thể nào tả nổi. Đức Phật thầy ngài cho biết là Phật rất mong tất cả chúng sanh nên cải giữ lời lành cho sớm, sau đây có nhiều nạn tai ghê gớm sẽ diễn ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thơi không thể nói bằng lời, chừng đó những thói đời thường thấy có nhiều loại thú hùm kỳ quái, sức hung hăng không loại nào bì, đúng thời kỳ chúng nó sẽ ra đi để ăn xé kẻ bất chi nhân nghĩa, ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền, ấy là do lệnh của hoàng thiên, chỉ kẻ không kiêng trời đất, chẳng hiếu nghĩa không lòng trung trực thì hùm tha sẽ bắt là dừa, ai lương hiền tu niệm sớm trưa thì chúng thú sẽ đưa lưng cho mình cởi. Đó là những kẻ tu hành tròn đạo ngởi qua biển sông vượt cảnh núi rừng, thì những người nào có tu niệm thì có được ơn trên gia hộ. Tại thầy nói đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi có lửa ma ha là đại đạo, phải mau trở lại cái con đường đạo lại lánh nạn. Thầy nói là đợi sao đến việc tả tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành, ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Như vậy là hôm nay là mình đã gặp cành, là gặp đạo, mình đã gặp đạo rồi, mình phải tầm vào đạo, quý của bác đồng đạo, chỉ tầm vào cái con đường đạo mới có thể là thoát khổ được. Tại là thầy cho biết là đường đời là khổ càng nên lánh, cửa đạo chen vào quả khỏi lầy, muốn được công thành nên chánh quả khổ lao dội gót ráng theo thầy. Cho nên là cuộc đời, đường đời bây giờ nó đá quá nhiều đau khổ, kiếp sống vô thường. Bây giờ các bác mình thấy là đời hạ nguyên chết sống lẻ thai, cho nên là lúc này là các bác mình thấy là những cái cảnh nào là bão lụt mọi nơi, tất cả toàn cầu này bây giờ là bão lụt, rồi thêm là chiến tranh thế giới. Hiện giờ các bác mình thấy là cái cảnh khổ khủng khiếp luôn. Hiện giờ là bão lụt, chiến tranh, rồi động đất là hết sức. Là các bác mình thấy là đài nó có lên mạng đó là trong vòng 10 phút mà xảy ra 6 trận động đất. Cho nên cái quả địa cầu hôm nay là nó đã luân chuyển, bởi vậy là thầy đã nói là hoàn cầu trái đất đã chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Hiện giờ là cái cuộc biến chuyển của cái buổi hạ nguyên này là hết sức rồi, là hết sức, là những cái cảnh khổ nào là bệnh dịch thì các bác thấy hiện giờ là cái bệnh bây giờ có nhiều cái chứng bệnh là bệnh đậu mùa khỉ đó. Giờ lên mạng các bác mình thấy là những cái chứng bệnh bây giờ phát sinh là có thể là bác sĩ còn muốn bó tay luôn. Bởi vậy là lời của ông thanh sĩ ngài cho biết là sau này đó là có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y còn phải phanh tay đứng nhìn. Mà các bác thấy là Đức Thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng, đường đạo lý cho nên chán nản, phải bền lòng tầm Phật trong tâm. Ngày này là rốt lại là thầy của chúng ta là phải ráng niệm Phật, ngày này là phải ráng trì tâm, tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước,
hãy tưởng Phật, đừng làm bạo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian, hiện giờ cái đường đời quá nhiều đau khổ, kiếp sống vô thường. Thì thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ, các bác mình thấy là hiện giờ là tất cả thế giới toàn cầu này đau những cái bệnh rồi dòm lên mạng, mình thấy nhiều cái bệnh là không thể nào tả nổi, cái bệnh gì kỳ lạ, cái bệnh gì hết sức là lạ kỳ, đúng như lời thầy đã nói năm 1939 mà hôm nay đã có. Bây giờ là nào là những cái khổ bệnh, những cái bệnh dị kỳ, rồi nào là cái cảnh thiên tai, cái cảnh bão lụt, cái cảnh lụt lũ, các bạn các bác là hết. Mình dòm lên mạng bây giờ tất cả các nước toàn cầu bây giờ là có chỗ thì động đất nước lũ lụt, là nhà trôi, hoàng thiên hạ nổi làng khang, cái hoàng là cái cảnh khổ bão lụt, rồi thêm cái nạn mà chiến tranh, rồi thêm cái nạn động đất, chiến tranh thế giới hiện giờ là các bác mình thấy đó, trong cái bài mà là dòng Bắc Hòa Nam, Đức Thầy nói là thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lĩ rơi, bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành xôi xỉa cùng nhau, cũng họ cũng vì cái tranh giành cái quyền lợi mà họ xé sâu nhau, họ tranh giành cái quyền lợi mà họ xôi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng núng nao, tranh cùng dế đọt chừng nào mới thôi. Thầy hỏi câu hỏi này, hiện giờ thế giới họ đang tranh đoạt, họ đánh giết lẫn nhau, làm cho người dân phải đau khổ, chồng xa vợ, con xa cha, đệ huynh ly tán, cha nọ bồng con, vợ khóc hòa, tan nát sớm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mất trước, không nhìn đạo đức phải phơi thay. Như vậy là trong cái buổi hạ quân này là rất là nhiều cảnh khổ, nào là bệnh dịch, binh đao, động đất, rồi nào là bão lụt, chiến tranh, tất cả hằng chúng sanh trên thế giới này hiện giờ là hằng hà lĩ rơi, cũng vì cái quyền lợi mà xé sâu nhau, bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành xôi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng núng nao, tranh cùng dế đọt chừng nào mới thôi. Hạ quân lao khổ lắm ôi, tu sao mới khỏi qua đồi trong gai. Như vậy là rốt lại thầy cũng khuyên chúng ta là phải trở lại cái con đường tu mới thoát cái cảnh khổ này. Tại vì không có tu thì chúng ta không có dừng nghiệp được. Từ hồi vô lượng kiếp tới giờ thầy nói là tới ngày trả quả ầm mì biết bao, quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Đức thầy dạy nếu gieo nhân toàn thiện thì quả do đó toàn thiện vậy. Mà hôm nay những cái khổ trong buổi hạ quân này, khổ ầm mì, những cái khổ nạn tai, thầy cho biết là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo, lòng hằng lo ngai thảo nghe con, tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Những cái cảnh cái trả quả ầm mì, những cái khổ nạn tai dồn dập này là do nguyên nhân gì? Là do cái nguyên nhân từ nào tới giờ chúng ta còn vi phạm 10 điều ác, cho nên hôm nay là quả sanh gì bởi có nhân, chứ không cái gì mà ngẫu nhiên hết tất cả. Nếu nhân không có quả sanh bao giờ, mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau, dai bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả lực nào nãy ai. Hôm nay trong cái buổi hạ quân này là những cái cảnh là trả quả ầm mì, và những cái cảnh nạn tai dồn dập, bệnh dịch, binh đao, chiến tranh và những cái bão lục hiện giờ là cũng do cái nhân 10 điều ác chúng sanh gieo vô lượng kiếp tới giờ. Bởi vậy Đức Thầy muốn quyết cứu người phải dùng đạo phổ thông, phải trở về con đường đạo. Ai biết đường hãy sớm tẩu đạo, biết đường là biết con đường đời là khổ, con đường đời là gieo 10 điều ác, là gieo cái nhân khổ. Chỉ trở về cái con đường đạo thì cái người vào đạo thì mới dừng lại 10 điều ác. Tại vì trong 10 điều ác Đức Thầy dạy là con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu với sự chi phối định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào chữ đạo, đạo con người là kêu bằng đạo nhân, đó là một con đường đi chúng thì sống, bước chặt chắc chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải dư dạng tứ ăn, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và thừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ vậy. Còn mình còn dai nợ 10 điều ác hoài thì làm sao mà cái quả làm sao mà khỏe, là cái quả làm sao mà an vui được. Còn gieo nhân 10 điều ác thì hôm nay chúng tôi đọc lại 10 điều ác.
tám nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp tội lỗi do sắc thân gây nên, khẩu nghiệp tội lỗi do miệng lưỡi gây nên, ý nghiệp do ý tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác. Kể ra dưới đây là: một là sắc sanh thân nghiệp, sắc sanh đạo tặc và tà dâm, còn khẩu nghiệp thì sanh ra 4 điều ác: lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Còn ý nghiệp thì 3 điều ác: tham lam, sân nộ, mê si. Mà Đức Thầy nói khét xét lại, khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử mọi người. Cho nên cái khẩu nghiệp mình là còn nặng, tại vì Đức Thầy nói trong cái ác khẩu, mà Thầy nói trong cái quyển 5 đó, Thầy nói là tới ác khẩu thứ 3 bài biện: tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến lưng thường thảo hiếu. Đây là chúng tôi nói bây giờ là cái dạng bên Nam bây giờ là ra đường là ưa chửi thời mình, thì đó là phạm vào cái khẩu nghiệp. Còn bên nữ thì chửi rủa con, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến lưng thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu. Đây là nói bên Nam. Hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết duyên thế kêu sang thằng thánh. Bắt đầu nói qua bên nữ: chẳng kiêng nổi Phật trời thượng cảnh, cổ long cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng thảm thai, khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ, gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không nghe theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc, mấy câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khe khắc cháu con. Đợi từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tới ách, lựa là tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra, đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ơn đeo đắp. Như vậy là cái khẩu chúng ta còn nói ra những điều ác, chửi rủa. Thầy nói là phận làm cha mẹ chữ phân lẽ nào, lỗi lầm chớ có là hùng hào, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng 10 chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả dơn mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Thì thầy dạy phần muốn bớt cái khẩu nghiệp, thì bây giờ Đức Thầy khuyên chúng ta phải ráng lo niệm Phật, phải bớt không. Mà mình khi nào mình khi mình bây giờ ráng lo niệm Phật nhiều, lẫn cái khẩu nghiệp mình nó bớt lại. Quý cô bác, nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá đôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sau đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Nghĩa là để sau đến việc tả tơi là sau này những cái cảnh khổ, thầy đã biết là nạn tai dồn dập, làm sao mình tu sao kịp chiều mới cho thành. Còn bây giờ còn bình yên thì cô bác cùng chúng tôi phải ráng lo niệm Phật. Thầy khuyên chúng ta là thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Kỳ này cô bác cùng chúng tôi phải ráng cố gắng lo niệm Phật, còn bình yên, mình còn nơi nào mà còn bình yên thì cô bác cùng chúng tôi ráng lo niệm Phật, chứ để sau đó việc tả tơi rồi mình tu không kịp. Thầy cho biết là đợi đến việc thảm thời thời thảm đi mắt phàm trần, tường làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài giải phiên. Thơ giới phủ thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thì như vậy là thầy ra đời để khuyên chúng ta ráng quán lo tu, mà mình không tu mình còn cứ thờ ơ hẳn hờ. Thầy nói là việc tu thân thiện kính hẳn hờ là không quan tâm đến, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Gặp giảng kinh mình làm ngơ, mình hẳn hờ không quan tâm đến, thì chừng quả đến e cho khó tránh, những cái khổ đến thì e cho khó tránh. Như vậy là thầy khuyên chúng ta là phải ráng quán trở lại cái con đường tu mới dừng nghiệp lại. Thì người mình có tu mà dừng nghiệp lại, không còn gây nghiệp sát tội nữa, khẩu mình nó lành, miệng thì mình ăn lành, miệng làm nhà, thân thì hành động lành, miệng thì nó lành, ý tưởng lành, thì tất cả những việc lành này thì đến lâm chung quả lành đã mắc. Bởi vì thầy nói là đục
trong bốn cuốn ngọn ngành phiên đời, trao chĩa chữ lành cho xong. Mà nếu mà chúng ta làm được thân thì hành động việc lành, còn khẩu thì nó lành, ý tưởng lành thì được như vậy, thì đó là chúng ta đã có tu, đã có chuyển nghiệp, thì đến lâm chung quả lành đâu mắt cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Mà nếu chúng ta trái lại, chúng ta là gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bông kiển giống gì hưởng nấy, hay là thấy chẳng thới hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỏi chẳng chờ, mình làm ngơ mình không quan tâm tới, mình còn vi phạm một điều ác, mình hay là muốn tu mà mình còn chần chờ, mình còn giải đãi, mình còn lưỡng lự, thì thầy cho biết, thì khi thầy dục thúc chúng ta là việc tu thân thì đến hẳn hờ chừng quả đến cho khó tránh kỳ này, thầy khi chúng ta phải tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đói đầu, khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thì đã trở lại hai câu giảng, một đoạn giảng đồng đạo hỏi là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên lên thiện cơ quan, thì tới ngày mà thầy sẽ trở về ở tại tổ đình đó, là thầy nói là lúc đó là sẽ cái sứ sứ Hà Tiên là những cơ quan, cái sứ Hà Tiên là sứ hiền ta, là cái nơi đức thầy ra đời khai đạo là tại tổ đình. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hiệp một đàn là ở đâu, là hiệp vào trong vùng bốn thẻ các bác, người là hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đó là nhân sanh sẽ hiệp một đàn. Đến ngày thầy về là lúc đó là tín đồ sẽ gom tụ về tất cả các nơi, dầu cho tất cả ở nước ngoài thế giới năm châu, ai ai nếu có tu, nếu có đủ phước lành, thì sau này là Phật tiên vận chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về, đưa trở về trong vùng bốn thẻ, nơi đó mới lánh nạn. Lúc đó là hiền lành, là lúc đó là từ ở tất cả các nước ngoài Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, ở tất cả thế giới năm châu, nếu là người tu có đủ phước lành thì các ơn trên sẽ vận chuyển mình sẽ trở về trong vùng bốn thẻ để dự lại hội Long Hoa. Thì lúc đó là hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Từ nào giờ có số người không tin có cõi địa ngục, tại vì thầy nói là phái vô thần luận thường cho rằng thân xác là con người, thân còn người còn, thân mắt người mắt, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước có vía có hồn, đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Như vậy là có người là tin không có thiên đường, không có quả báo, không có địa ngục. Mà kỳ này đức thầy giới thiệu sau cái ngày đại hội Long Hoa này là thiên hoàng mở cửa các lăng, kỳ này là đức ngọc hoàng mở cửa thiên môn, là mở tất cả những cửa trời. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên giới thánh. Đức Ngọc Hoàng là mở tất cả cửa các lăng cho chúng sanh thấy. Thiên Hoàng mở cửa các lăng, còn Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn ở dưới tầng Quảng Dương, mở 10 cửa ngục ra cho thế gian thấy luôn. Chứ từ nào giờ đức thầy giới thiệu, thầy giới thiệu rất là nhiều trong giáo lý, nhưng mà có số người chưa có đủ duyên, họ không có tin. Đức thầy nói là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, ti lưới trời thưa rộng tinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác, xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó biết có nơi địa ngục, nào là chảo dầu sôi đồng một, nào là dòi lúc nhúc thái cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào là thứ lửa phần cháy, ác thú không biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa, con thì giác búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố xé thành hai thoại, con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút găng con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà cởi hết, khổ khi sống khổ trong khi chết, khổ hồn linh khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ vô ngần, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác, nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong, đến chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp. Cho nên lúc đó rồi chúng ta xuống cái cảnh địa ngục rồi, đến tội rồi mới hối muộn màng, cho nên xuống dưới rồi chúng ta mới hối hận thì đã muộn màng rồi. Cho nên thầy khuyên chúng ta chia cho bằng, ta sớm lo toan gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung bỏ lành đau mắt cõi Tây Phương chư Phật đại chờ. Thì lúc này
là Đức. Trong giáo lý thầy giới thiệu những cái ở cảnh ở địa ngục là rất là nhiều, nhưng mà có số người không có tin, cho nên Đức thầy nói là sau này đến ngày Đại hội Long Hoa là ở trên là Đức Ngọc Hoàng sẽ mở cửa thiên môn, thiên hoàng thì mở cửa các lăng, còn địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy gây hồn. Kỳ này là 10 cửa ngục ở dưới mở xem thấy cho mình thấy sự thật luôn, con có tin hay không? 10 cửa xem thấy gây hồn cho trần coi thử có mở hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị kẻ lòng trà gian ấy, là đến lúc xe sang tam hoàng trở lại là đời thượng môn. Lúc đó là thầy mới phiên chúng ta ai mà đã phát tâm tu rồi đó thì phiên dân đừng lòng chắc có sờn. Trên đường tu chúng ta có muôn ngàn khảo não, tại vì sâu duyên Phật khiến kiếp này tu mới được. Ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi, tu một đời mà giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm cõi an vui chư Phật ở, chớ chìm luôn trong kiếp khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng tìm sang thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo. Nay với có gặp muôn ngàn khảo đảo, cũng ráng tu chớ ngơ ngáo trong lòng. Núi to bao đục mãi chớ có ngày thông, đạo khó mấy cố công tu sẽ đắc. Giống thanh tử nếu không đem rêu rắc mầm thế gian không thể mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi sẽ khỏi. Trên đường đạo phải tinh thần cứng cỏi, chinh phục đời để theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn chắn ngõ tâm mình như tâm tạng đi thỉnh kinh thở trước. Đây là các ngài nhắc lại tâm tạng ngày xưa là trải qua đi từ ở bên Đông Độ đi qua Tây Thiên Trúc để thỉnh kinh là trải qua 81 nạn, mà cái nạn nào cũng là thấy cái chết cái bên. Mà hôm nay Đức Thầy có nhắc lại cái tích của tâm tạng là cho chúng ta vững cái niềm tin để chúng ta có cái lòng tinh tấn mạnh mẽ hơn trong khi những cái gặp cái cảnh khảo đảo của trường đời. Mà hôm nay Đức Thầy nhắc là lúc tâm tạng thấy khu bức đáo, bị lòi yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen lo âm tự, quyết đi đến chốn. Trên đường của ông Từ, ông tâm tạng là quyết tới chức nhất định là phải tới chùa lo âm thỉnh kinh. Gầu trên đường đi có muôn ngàn khảo đảo, bao nhiêu yêu tinh đó ngõ chặn đàn, thì tâm tạng cũng quyết đi đến chốn, lo âm tự quyết đi đến chốn. Nhưng mà đi lọc dọc đường yêu tinh làm hổn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bác giái xa tăng với đại thánh tài thiên cứu vớt. Nhưng mà đặc biệt có chỗ này, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Như vậy là hôm nay Đức Thầy nhắc cái tích này để làm gì? Là phiên chúng ta là phải ráo gắn đi theo cái đường lối của tâm tạng, thoát qua 81 nạn là nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà từ đây sau trong buổi hạ quân này là thầy cho biết là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi, hay là đến ngày trả quả ầm mà biết bao, những cái khỉnh khổ từ đây sau khủng khiếp lắm. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ trà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương thiết. Nhưng là do thầy mới biết, thầy phiên chúng ta là phải ráng gắn co lo niệm Phật, tại vì pháp môn niệm Phật là pháp môn du các pháp, pháp môn niệm Phật là pháp môn chuyển nghiệp, pháp môn niệm Phật là để tan chứng nghiệp, pháp môn niệm Phật là để sanh vô lượng phước, cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian não bất bình. Còn lời của thanh sĩ phiên chúng ta là ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng đặng, chắp tay và ngó thẳng phương Tây. Là cái ngày biến đổi trong buổi hạ quân này là nạn tai dồn dập khủng khiếp các bác. Mà càng ngày phiên mình chúng ta là phải bình tâm lại, chắp tay và ngó thẳng phương Tây, lòng không móng việc đó đây, A Di Đà Phật niệm dài một câu thì cũng được nạn sầu thoát khỏi. Nhờ hào quang Phật dội vào thân, tiêu ma tiêu các chướng trần, các nào khác nào cỏ úa lửa bừng cháy qua, chỉ một niệm cũng là khỏi nạn, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dầu cho muôn thảm ngàn sầu, tiêu tan hết cả như bầu không trung. Như vậy là trong cái buổi hạ quân này là chỉ trở lại cái con đường niệm Phật cho nó kịp lúc. Tại vì pháp môn niệm Phật là vua các pháp, pháp môn niệm Phật là để tan chứng nghiệp. Đức Thầy ngài cho biết là ông Phan Châu Bá hỏi Đức Thầy là tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tắc lòng, nhân đạo còn mang chưa sửa chọn, nghĩ sao trẻ thoát nọ tan bồng. Đức Thầy mới đáp đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp,
thuyền từ thầy rước lại non bồng. Thì như vậy là lúc này mình muốn thoát cái cảnh khổ và được dự đại hội Long Hoa lần này, ráng nghe lời của thầy niệm Phật, ráng cô bác, ráng niệm Phật quý cô bác đồng đạo. Tại vì thầy cho biết là thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời, hay là thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quái linh Đức Phật Đà, sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Nam mô Đà Phật. Thì đã trở lại đoạn giảng của đồng đạo, hỏi là cuối năm thành sẽ lo vận chuyển sứ hà tiên lên hiển cơ quan, nhân sanh sẽ một đàn hết thình rồi lập nhân hoàng hỏi ra, thì nhân sanh sẽ một đàn đến ngày sau này người tu sẽ chờ trong vùng bốn thẻ. Ông ba cho biết là cửa ngõ bát có nổi như sơn, núi Sam tiêu mất, thất sơn hiện đền là thất sơn hiện đền cái núi Sam sau này tiêu mất, ngọn cải dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ hiền lương. Cho nên là cái ti là cái ngọn cải dầu mình dòm chống lỏng vậy đó, đó là cái cửa để mà đi vô trong vùng bốn thẻ. Mà ai muốn vô cái cửa này, người này phải có đầy đủ đức hạnh tu như thế nào mà chư thần mới cho chúng ta vô. Còn là cái cổng này là không phải như cái cổng ở cái thế gian mà chúng ta đưa mua tiền, hay là chúng ta đi chung lỗ, hay là chúng ta đúc lót lo vậy đó, không. Đây là nói về cái đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổ quả làm ai. Cái cửa của chư thần gác cái chân cái cửa ngã bát này là sau này là chư thần gác cửa hết tất cả. Những người nào mà các ngài giờ mà thấy có đầy đủ, tại các ngài có được là thần thông mà, các ngài giờ là biết hết tất cả. Tại vì là trong tâm khởi một niệm sanh, mười phương chư Phật nghe dành như gian, chớ nghi Phật ở Tây Phương không nghe. Những kẻ giái gian trong lòng, Phật nào cũng biết luật, cũng có luật không ngồi xa, vẫn biết rõ lòng chúng sanh. Cho nên là các chư Phật, các chư thần là ngài đã có được thần thông, biết được cái tâm niệm của chúng ta tu đúng tu sai, là người có tu hay không, phước ít phước nhiều thế nào thì các ngài đã biết hết. Không cho, cho nên là những người nào mà gian trá gian dối không tu là tới đó là không bao giờ vô cửa được. Tại vì là cửa ngã bát có nổi nhị sơn, hay là ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới, là tại sao không tới không được, và mình giờ mình chống lỏng gì đó chứ vô không có được, tại vì chư thần không có cho vô. Đổi giờ hiện lương, đổi giờ hiện lương là như thế nào? Khi mà cái người mà tới cái cửa cái ngọn cả dầu rồi đó, là lúc này là thay đổi. Thầy nói là sao lập hỏi thì già quá trẻ khắp hoàn cầu, đổi xác thai hồn Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Như vậy là lời của ông ba cho biết là sau này là cái ngọn ngạc cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới, nhưng mà đổi giờ hiện lương, lúc đó là người vô trong cái cửa ngã bát, người vô trong cửa bốn thẻ, rồi lúc đó là đổi xác hai hồn, chúng ta không còn đau khổ nữa. Lúc đó là vào dự hội Long Hoa rồi, lúc đó là người tu trở về cái đó, gọi là không còn đau khổ nữa. Cái mới gọi là cuối năm thành sẽ lo vận chuyển sứ hà tiên, linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, là hiệp vào trong vùng bốn thẻ. Như vậy là muốn vào trong vùng bốn thẻ này để dự đại hội Long Hoa thì nghe lời thầy dạy quý cô bác đồng đạo, khuyên bốn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quốc chánh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trội tiêu thiều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cô. Vậy là những người nào có tu vô trong vùng bốn thẻ sẽ lánh nạn, là không bị lửa thiêu. Chứ thầy nói là nước kia lửa nọ tưng bừng,
thảm cho thấy sự lễ lừng nặng tai. Thì cái cảnh nước lửa này thì quá mình ráng tu đi, vô trong vùng bốn thẻ có cái tị quả thằng lung. Đây là nhắc lại trong cái lời của ông Thanh Sĩ cho biết là cái người tu sau này sẽ có tị quả thằng lung úp, không có bị cái cảnh nước lửa. Tại tới cái ngày mà nước lửa đó là dòm lừng trời, lửa cháy liên biên, tiêu điều sản giặc điền duyên, thằng thông biến quá với miền trung ương, thì lời ông Thanh Sĩ cho biết tới đó là có tị quả thằng lung úp người hiền, không có bị là nạn nước lửa nào hết. Là Phật liền chỉ vào cành bổ thọ, bỗng hiện ra tị quả thằng lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, núi da cho sắc chảy thành bùng, tức thời tị quả thằng lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân, khỏi thiêu xác trong là dòng lửa đỏ, mát mẻ như hướng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu đứng ngoài lòng phép chớ đâu được vào, khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thời. Phật dù lòng rất từ bi cũng không thể cứu vô người bất lương, cho nên là Phật lòng từ bi lúc nào cũng thương cứu chúng sanh, thương lo chúng sanh, nhưng mà không thể cứu những người vô nghì bất lương được. Vậy là cái đoạn này là có ông Thanh Sĩ diễn tả cảnh sau này là đến cái ngày mà lửa cháy dòm lừng trời, lửa cháy liên biên, tiêu điều sản giặc điền duyên, thần thông biến hóa với miền trung ương, là người hà lúc này là người hiền sẽ trở về trong vùng bốn thẻ có cái tị quả thằng lung úp vô trong đó, rồi là ở ngoài là khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tức thời. Cho nên cái cảnh lửa này là đốt và núi da cho sắc còn chảy thành bùng. Như vậy là cái núi mà lửa này đốt còn da cho sắc mà còn chảy thành bùng, như vậy cái thân của mình là thân tứ đại thịt xương này làm sao mà không cháy được. Như vậy là mình phải ráng cố gắng lo tu để vào trong vùng bốn thẻ, như vậy là mới đúng là thầy nói là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên như linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hỏi ra. Thì khuyên cô bác cùng chúng tôi phải kỳ này phải ráng cố gắng, ai chưa phát tâm tu thì phải ráng cố gắng phát tâm tu, còn ai chưa, ai mà còn chần chờ giải đãi còn tu giải đãi thì lúc này là không còn chần chờ giải đãi nữa, tại vì là lúc này là lúc thời kỳ là dục thúc rồi. Thầy nói là tuồng đời mỏng tợ màng the, tuồng đời như pháo châm ngồi, bá gia yên lặng mà coi chuồng hùng này, hay là chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong, hiếu chung phải liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sở người tời, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Thì cô bác của chúng tôi phải ráng quán lo tu để kịp kỳ đại hội Long Hoa sắp tới đây. Đến đây em cháu cũng xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.